Chào mọi người, mình là Vương Trung Quế và hồi chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tưới vơm tia cho cái vườn nha đam nuôi cái mô phía sau lưng. Đấy. Và trước khi tưới cái vơm tia mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây á, thì cái vườn nha đam này đã được tưới lướt qua một lần nước, tưới qua một lớp nước cho nó ẩm. Ẩm này để tạo điều kiện cho vi sinh trong cái vơm tia này, cái trà trùng này nó sẽ thẩm thấu và thích nghi và nó ẩn nấp ở trong cái nền đất đó. Từ đó sẽ giúp cho cái nền đất của chúng ta tơi xốp và dinh dưỡng trong cái bơm xi này sẽ được rễ cây hấp thụ, kích thích rễ cây phát triển. Và cái giai đoạn đầu mà chúng ta trồng cây con ra thì cái việc mà tạo bộ rễ cho cây nó phát triển là cái điều rất rất là quan trọng. Thì rễ cây nó phát triển thì giai đoạn tiếp theo chúng ta mới có thể thúc bằng những cái loại dinh dưỡng sinh học. Cây nó sẽ ăn và nó hấp thụ mạnh, nhanh hơn và nó sẽ khỏe hơn. Đấy, từ đó sẽ đề kháng được lại sâu bệnh. Còn vấn đề cỏ dại thì chúng ta phải làm. Cái đó là điều đương nhiên rồi. Và ở đây tôi xin nhấn mạnh là cái vườn nha đam này là vườn nha đam nuôi cái mô đầu tiên tại Ninh Thuận vào năm 2023, được trồng vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Đấy. Thì cái việc mà trồng cây mô ra một cái môi trường thực địa và đầy nắng và gió ở Ninh Thuận rất là khó khăn và đòi hỏi yếu tố kỹ thuật rất là cao. Đấy. Thì sẵn tiện hôm nay chúng tôi sẽ quay cái clip để cho anh em tất cả mọi người xem qua và chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Thì trong quá trình xem video mà mọi người có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc hay là muốn tham khảo thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kiến thức của mình cho tất cả mọi người để cùng nhau chúng ta sẽ ứng dụng cái con trùng quế thật thành công cho nông nghiệp, đặc biệt là cái nền nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Và các anh em đang tiến hành tưới vơm tia ha. Đây là cái vườn thực nghiệm 2 sào 2000 mét vuông. Và khi mà chúng ta thực tế làm vi mô hàng chục hecta, trăm hecta thì chúng ta sẽ pha cái vơm tia nào vào hệ thống tưới bằng cái Venturi thì nó sẽ tiết kiệm công hơn. Còn đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải thực nghiệm cho nó chuẩn xác để lên số liệu thiệt là chuẩn. Từ đó mới có thể là ứng dụng được cái vườn thành công. Đấy. Sau khi mà thực nghiệm rồi chúng ta sẽ áp dụng vi mô hàng loạt và chuyển giao công nghệ cho bà con và đối tác khách hàng. Phân trùng quế ở đây là phân trùng quế được nuôi bằng phân bò vàng và hoàn toàn tự nhiên, không còn hạt cỏ ha, tức là trùng phải xử lý 100%, chúng tôi cam kết chất lượng phân trùng tốt nhất để sử dụng trong đây. Còn cái vườn này sẽ không có sử dụng phân hóa học, thuốc diệt cỏ và những cái chất phụ gia vô cơ, đảm bảo cho cây nha đam nó phát triển rất là tốt. Thì như mọi người thấy ha, đất này đất cát sét nên cái độ dẻo của nó, độ cứng của nó rất là cứng, nên chúng tôi sẽ phủ thêm một lớp rơm và khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì cái lớp rơm sẽ mục. Đấy, thì nó cũng sẽ làm dinh dưỡng phân xanh, phân chất vô cơ cho cái nền của cái vườn nhà đam luôn. Và dự kiến trong khoảng khi mà chúng ta trồng cây con cỡ này mà ra về môi trường đất á, thì khoảng tầm 6 đến 8 tháng là chúng ta sẽ thu hoạch lứa đầu tiên. Còn đối với cây mẹ thì chúng ta trong vòng 4 đến 5 tháng là chúng ta sẽ thu. Nhưng mà cây mô thì cỡ này chúng ta trồng ra là đã qua một quá trình thuần của vài nhà ươm rồi. Thì khoảng tầm 6 đến 8 tháng là chúng ta sẽ thu lứa đầu tiên, và trung bình khoảng 1 đến 1 tháng rưỡi chúng ta sẽ thu lá. Và dự kiến của chúng tôi là mỗi lá sẽ thu được từ 500 đến 700 gram. Và mỗi cây tối đa thu được khoảng 2 lá ha. Thì một sào 1000 mét vuông chúng ta có thể trồng từ 6000 đến 8000 cây. Đấy, tùy vào loại đất, nếu chúng ta trồng lên đất cát á, thì chúng ta có thể trồng mật độ lên khoảng tầm 90000 đến 100000 cây trên 1 hecta. Tức là một sào khoảng tầm 9 đến 10000 cây ha. Tuy nhiên khi mà chúng ta canh tác theo hướng hữu cơ á, chúng ta phải kiểm soát dịch hại, ứng dụng cái biện pháp IPM thì là tốt. Đấy, chứ không có trồng quá dày thì rất là dễ bị dịch. Làm thực nghiệm, đặc biệt là nghiên cứu và ứng dụng thì đòi hỏi phải trải qua rất là nhiều quá trình. Từ đó chúng ta mới có được những con số khách quan khoa học nhất để làm sao chúng ta tối ưu hóa kỹ thuật, tối ưu hóa quy trình, tối ưu hóa mặt kinh tế chi phí thì chúng ta mới áp dụng thành công được cho cái vườn của chúng ta được.